Em Hồng xin được kính chào toàn thể quý khách nhé. Đấy thì như video hồi sáng thì em cũng có quay gửi đến toàn thể quý khách hàng rồi. Đấy là hàng đã cập bến và bây giờ là đang tập trung 500 anh em để đưa em nó xuống này. Đây, đang tập trung 500 anh em. Đấy, quý anh chị có đang theo dõi video này nhìn thấy không ạ? Ôi giời ơi, khúc hương kinh khủng khiếp luôn này. Hai đầu đặc như bí này. Đấy. Em Hồng không nói sai đâu nhá. Này, hồi sáng này em có quay đầu kia rồi nhưng mà đầu này nó vướng bên trong. Đấy. Nên là em đang chực chờ đến lúc mà đưa hàng xuống thì em sẽ quay một video trực tiếp để gửi tới toàn thể quý anh chị ạ. Đấy. Một khúc hương này. Cái này nó gọi là em hương siêu khủng long phải không ạ? Khủng long bạo chúa chứ không phải đâu. Hàng đang cập bến rồi, đang cho xuống bãi gỗ rồi. Kinh khủng luôn. Trời ơi. Là một cái cây hương mà vanh lớn như thế này chắc chắn xẻ ra thì chỉ có toàn là siêu phẩm thôi ạ. Siêu phẩm mà chỉ có 102 tại Tiến Hoàng Anh thôi ạ. Đấy. Hàng đang tiến hành đưa xuống này. Một là cái này phải gọi là khủng long bạo chúa phải không ạ? Khủng long bạo chúa luôn. Hàng đúng là khủng long về làng. Đây, ở bên công ty đang tập trung 500 anh em để đưa em khủng long đấy xuống này. Đấy. Ui giời ơi. Đã thành công, đưa em nó xuống xuống bãi thành công rồi. Em siêu khủng long luôn các bạn. Em Hồng sẽ đi sát lại cho toàn thể quý anh chị có đang theo dõi video thì có thể nhìn thấy này. Đây là khúc lim. Đây là khúc lim nhá, đang còn nguyên trên xe. Còn đây là khúc hương này. Anh ơi, anh đưa đứng hộ và em ấy. Đây. Cao 1m8 đây. Ui giời ơi. Đây là anh Cường nhá. Anh Cường cao 1m8 này, cao 1m8 mà anh đứng với khúc hương này thì thật sự mà nói là rất là kinh khủng luôn. Ok anh, cảm ơn anh. Đây hai đầu đặc như bí luôn quý ạ. Quý anh chị ạ. Cường này, thân xoắn như này chắc chắn là xẻ ra thì toàn siêu phẩm thôi. Hương thân xoắn này. Đây là cái cạnh trong quá trình vận chuyển thì mình có nó vướng mắc một gì đấy. Cái mắc đấy thì mình có thể cắt đi mà nhìn nó cắt đi ở ngoài này. Đấy. Quý vị thấy không ạ? Chùm thế. Đây là quý khách hàng, những ai có nhu cầu chiều ngựa hoặc là cái hàng hệ nguyên khối hoặc là hàng khủng thì cứ nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến để được tư vấn nhiệt tình, và quý khách hàng có thể sở hữu những cái bộ chiếu ngựa giá ưu đãi nhất mùa hè hoặc là mùa Covid như này, giá cực kỳ ưu đãi luôn ạ. Là quý khách hàng nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000, hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo hai địa chỉ sau: cơ sở 1 Thôn Nhị Hà, Sở Công Tác, Hàng Hóa, Chính Hóa, cơ